Toàn quốc, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhung PNG tự hào là một trong những công ty chế tác trang sức hàng đầu châu Á. Với mục tiêu tận tâm với khách hàng và tiên phong tạo sự khác biệt, trong thời gian qua, PNG đã không ngừng sáng tạo để mang đến những sản phẩm trang sức tinh tế với giá trị thật, tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Trung tâm Kim Hoàng PNG Huế chuyên chế tác và kinh doanh trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, phụ kiện thời trang, quà lưu niệm được chế tác từ các thợ kim hoàng có tay nghề cao, kinh doanh đồng hồ và mua bán vàng miếng các loại, dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý. Trung tâm Kim Hoàng PNG Huế, địa chỉ uy tín để lựa chọn trang sức có giá trị và yêu cầu thẩm mỹ cao trong thiết kế. PNG nâng tầm trang sức Việt. Diệu Ảnh và Phước Thành rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ. Tháng 6 vào cửa, công việc Diệu Ảnh cùng như các bạn khán giả cảm nhận điều gì trong những ngày mùa hè xứ Huế? Vâng, Diệu Ảnh rất thích lang thang ở đường đi bộ dọc bờ sông Hương để được hòa mình với thiên nhiên xanh mát và ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của chúng ta khi trở về. Có lẽ mỗi người sẽ có cách riêng để lưu giữ những ngày hè của mình. Bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chương trình hôm nay. Một bạn trẻ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một diễn viên trẻ xuất sắc đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, vừa đạt giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2023. Tập nâng trẻ sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách làm phụ kiện hòa tiết theo tay. Nghệ thuật trang trí sành sứ cửa Hiền Nhân và Chương Đức sẽ được giới thiệu trong một ống kính đa cao. Gặp lại chương trình Một Góc Nhìn Trẻ, chúng ta sẽ cùng đến với không khí của đêm nhạc rock thanh niên Thắp Lửa Đam Mê. Hàng trăm năm qua, tuồng vẫn luôn tồn tại và vươn lên phát triển dù gặp vô vàn khó khăn và chao đảo trước những làn sóng văn hóa nghệ thuật hiện đại hội nhập vào đời sống. Ngoài những lớp nghệ sĩ gạo cội, vẫn xuất hiện nhiều người trẻ thực sự đam mê và dành nhiều tâm huyết với nghề. Nguyễn Thị Hồng Nhung, diễn viên trẻ đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế là một trong số đó. Bằng tình yêu và khát khao gìn giữ phát triển nghệ thuật tuồng, cô gái trẻ đã nỗ lực rèn luyện và để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn khác nhau. Hãy cùng gặp gỡ Hồng Nhung trong một bạn trẻ ngay sau đây. Đây là tác phẩm mà diễn viên trẻ Hồng Nhung đã ghi dấu ấn với thành tích xuất sắc giải nhất tại cuộc thi tài năng diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2023. Có lẽ ấn tượng lớn nhất đọng lại trong lòng bạn diễn và khán giả sau vai diễn Đào Tam Xuân của Hồng Nhung, đó chính là một lối diễn xuất rất riêng. Từ cử chỉ, ánh mắt, thần thái đến cách hát tuồng đều toát lên nội lực và tình yêu nghề của cô gái trẻ. Đây là một vai lớn, nó đòi hỏi sự tinh tế, chi tiết, sâu sắc của một vị nữ tướng. Với tuổi đời con trẻ thì mình chưa có được cái cảm xúc, cảm giác của một người vợ, người mẹ. Nhờ công truyền dạy của cô nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm, nhìn cô Thị Phạm, cô truyền lại những cái chi tiết lúc biểu diễn thì mình cảm nhận được cái nỗi đau của người vợ mất chồng, người mẹ mất người con. Thì khi đó mình bắt được cảm xúc, và lúc mà ra diễn thì quên mất mình là mình, và lúc đó có thể mình đã sống đúng với nhân vật. Hồng Nhung là một trong những thí sinh mà tham gia được thi lần này là trẻ nhất. Khi mà chọn vai cho em thì tôi cũng rất là lo và đắn đo suy nghĩ. Cô cho con đi cái vai Đào Tam Xuân để con hy vọng được là con sẽ cố gắng hết sức. Nhà hàng cũng tạo điều kiện cho Nhung để ra gặp nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm, là người đầu tiên, một cô giáo đầu tiên bắt tay nặng chứng cho Nhung về cái vai diễn này. Còn riêng tôi thì tôi chỉ dạy cho Nhung về cái cách hát theo phong cách của Huế. Đó là một thành tích là mình rất vui mừng, là một món quà sự không phụ lòng dạy nghề của các thầy cô
và cũng là cái niềm động lực để mình tiếp tục phấn đấu cho niềm đam mê này. Mình mong muốn góp một cái phần nhỏ bé của mình để giữ gìn nghề tổ. Vào năm 2016, Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã mở một dự án đào tạo diễn viên tuồng trung cấp 4 năm tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cho đến năm 2020, mình kết thúc và ra trường. Hiện tại, mình đang làm việc công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. Tuồng là loại hình nghệ thuật có thế mạnh trong khai thác các đề tài lịch sử, mang tính mẫu mực, độc đáo và đòi hỏi rất nhiều tổ chức ở người diễn xuất. Thanh và sắc là hai yếu tố quan trọng của một người nghệ sĩ tuồng để hòa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Bước vào nghề khi chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi, thế nhưng cô gái trẻ vẫn luôn hăng say và chạy hết mình với nghề thuật tuồng. Dẫu biết rằng con đường theo đuổi loại hình nghệ thuật truyền thống này không hề đơn giản. Lần đầu tiên tiếp xúc với tuồng thì mình thấy từ cái nói, hát, nói lối, múa tuồng, vũ đạo, tất cả mọi thứ đều rất là bỡ ngỡ. Người diễn viên bọn mình phải thể hiện làm sao cho đúng với tính cách nhân vật, sự sâu sắc và chi tiết. Thể hiện tâm tư tình cảm của nhân vật làm sao để gần với khán giả nhất. Đam mê nghề mỗi ngày một lớn khi cô gái trẻ có cơ hội rèn luyện ở một môi trường chuyên nghiệp, đặc biệt là được sự chỉ dạy của nghệ sĩ nhân dân Bạch Hạc và nhiều nghệ sĩ cao cùi khác. Những thành công bước đầu trên sân khấu tuồng mà Hồng Nhung đã đạt được không chỉ mang đến hạnh phúc cho cá nhân cô gái, mà đó còn là niềm vui chung của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, khi vẫn có những thế hệ trẻ đầy tâm huyết cùng chung tay khôi phục, giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống Huế. Khi mà mình tham gia dạy cái lớp của Hồng Nhung, mình đã nhìn ra được cái tổ chức, cái niềm đam mê của tuồng. Để có một lớp trẻ như Nhung để mà đi theo nghề rất là khó, mặc dù là sách gói từ Huế để ra Hà Nội trau chuốt cái vai diễn của mình, cộng thêm vào đó từ cái tổ chức hình thể của con người và được truyền dạy của các cô rất là kỹ lưỡng. Vì vậy mà Nhung đã đạt một cái kết quả rất là cao, chứng tỏ rằng nhà hát sẽ đã có một cái lớp kế thừa. Mỗi ngày được thỏa sức với đam mê chính là niềm hạnh phúc lớn của Hồng Nhung. Chính tinh thần hăng say luyện tập, học hỏi và luôn nỗ lực cố gắng từng ngày, Hồng Nhung đã dần hoàn thiện hơn trong lối diễn xuất, vũ đạo cũng như cách hát tuồng. Về Hồng Nhung là một cô bé rất là nhiệt huyết, từ ánh mắt cho tới cử chỉ cho tới động tác và lời nói, em ấy rất là có hồn. Một cái câu nói em ấy có thể rơi nước mắt, chị không cần hành động nhưng mà em ấy đã lột tả được cái nhân vật. Hồng Nhung có một cái tổ chức đó là rất là đam mê, bên cạnh đó là hăng say tập luyện, cái bầu nhiệt huyết của mình cho cái vai diễn. Những cái tổ chức đó, những cái yếu tố đó cộng lại cũng đã giúp cho Hồng Nhung khi bước lên sân khấu đã rất là tỏa sáng. Thật vui khi giữa nhịp sống hiện đại vẫn có những người trẻ chọn theo đuổi nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bằng tinh thần của tuổi trẻ, sự trân quý, lòng tự hào với vốn văn hóa dân tộc, những người trẻ như Hồng Nhung đang gom góp những ngọn lửa nhỏ để tinh hoa văn hóa truyền thống mãi được trao truyền. Và đó cũng là cầu nối, lan tỏa cho việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương dân tộc nói chung và nghệ thuật tuồng Huế nói riêng. Là
con gái, chắc chắn các bạn cũng như Diệu Ảnh đều rất thích những món đồ phụ kiện trang trí tóc dễ thương, xinh xắn đúng không? Và sẽ càng thú vị hơn khi bạn tự tay làm nên những món đồ đó. Còn mỗi món phụ kiện các cô gái có thể thể hiện sự tinh tế, khéo léo, sáng tạo và phong cách riêng của mình. Cẩm Nang Trẻ hôm nay sẽ bỏ túi cho các bạn một vài phương pháp làm đồ phụ kiện. Hãy cùng theo dõi nhé! Sử dụng phụ kiện thời trang là xu thế được nhiều bạn trẻ hướng đến. Những sản phẩm với hoa tiết theo tay tinh tế, điểm thêm sự xinh xắn cho từng món phụ kiện luôn mang phong cách dịu dàng và thể hiện dấu ấn cá nhân. Bắt đầu biết thiếu là lúc mình cũng đang gặp nhiều vấn đề xảy ra bên trong. Nên lúc đó mình muốn làm một điều gì đó để tập trung hơn. Sau khi mình tập theo và theo xong thì có nhiều trải nghiệm rất thú vị là nhìn những người xung quanh của mình mang những cái sản phẩm mà mình làm nhìn rất hạnh phúc. Cái mà mình làm thì có kẹp tóc, gương thêu, buộc tóc với là bút mát và dây chuyền và nhẫn. Có nhiều cách để biến chiếc kẹp tóc đơn điệu trở nên mới lạ và độc đáo. Với những nguyên liệu bao gồm vải linen bột, phôi kẹp tóc, khung thêu, kim, chỉ thêu nhiều màu sắc, việc vẽ màu, kéo cắt chỉ, bạn sẽ thỏa sức sáng tạo. Đầu tiên tạo dáng vẻ của chiếc kẹp tóc lên tấm vải. Đặt vải vào khung thêu và bắt đầu những mũi thêu cơ bản với hoa tiết hoa nhí. Nhụy hoa sẽ thêu bằng mũi sa hạt với 3 sợi chỉ. Đối với cành hoa, bạn cần thêu hai nét liền nhau tạo độ phồng, thêu cành ngắn, cành dài để tạo độ tự nhiên. Tiếp theo với công đoạn cắt mẫu thêu đã tạo hình từ trước, cắt mép khoảng 0,5cm. Bạn cần có thêm tấm vải nỉ để làm lót ở mặt dưới. Sau đó, sử dụng mũi đột thưa cho phần viền bọc vải vào kẹp. Áp vải vào phôi kẹp, kéo phần chỉ sao cho miếng vải bo vào kẹp. Để chắc chắn hơn, bạn cần khâu hai phần mép vào với nhau. Cuối cùng khâu phần vải nỉ vào kẹp để hoàn thiện sản phẩm. Mình rất là thích những cái sản phẩm handmade luôn. Cảm giác là mình được rèn luyện đôi bàn tay. Khi mình nhìn qua một cái bông hồng chẳng hạn á, thì mình nghĩ là rất phức tạp. Nhưng mà đến khi bắt đầu mình bắt tay vào làm thì mình thấy là đơn giản hơn là mình nghĩ. Nên là mình cảm giác giống như kiểu mình được vượt qua bản thân xong rồi lại được hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và kể cái việc mà mình thấy là cái cuộc chơi về màu sắc á, những cái tép chỉ từ màu này sang màu kia phối với nhau thì mình thấy rất thú vị luôn. Để có một diện mạo trông hoàn hảo, các bạn gái không thể bỏ qua những món phụ kiện nhỏ nhắn nhưng đem lại hiệu quả thì giá cao. Thời tiết mùa hè, những món đồ khiến mái tóc trở nên gọn gàng nhưng không mất đi nét nữ tính, thời trang mà còn giúp chị em phải nữ tránh nóng lúc cần thiết. Mình thấy những cái sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt thì rất là giống nhau, không có những cái nét đặc trưng, thì với những cái sản phẩm handmade thì lại mang những cái cá tính riêng và những cái nét đặc trưng riêng. Những sản phẩm đó rất là dễ thương và màu sắc, mình có thể tùy chọn tùy theo cái sở thích và tùy theo cái cá tính của mình muốn thể hiện. Ngoài ra, những phụ kiện khác vẫn có thể làm mới bởi họa tiết thêu tay. Mỗi sản phẩm trở thành nguồn cảm hứng cho cả cô gái cầm lấy bộ kim chỉ và tự tạo nên sản phẩm của riêng mình. Trong thế giới hiện đại bận rộn, nhiều bạn trẻ tìm thấy sự thư thái và bình tâm khi dành thời gian cùng đường chỉ, khung thêu và tẩm vải, đồng thời tạo nên các dòng sản phẩm độc đáo với nét thêu tinh xảo, màu sắc nổi bật. Biểu cho sự hoang mỹ và tinh xảo của các sản xứ ở đất cung đình Huế là các công trình kiến trúc nổi tiếng như Lăng Khải Đình, Công an Đình, Chùa Từ Hiểu, Điện Hồng Chén và không thể không nhắc đến cửa Hiển Nhân và cửa Trưng Đức. Những mảnh vỡ từ gốm sứ, mảnh chai qua sự tinh tế tạo hình đã không còn khô cứng nặng nề. Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã tạo nên những họa tiết tỉ mỉ, các tác phẩm có hồn, linh động, lộng lẫy. Hãy cùng ông Quyến A Công ngắm nhìn vẻ đẹp của những tuyệt tác nghệ thuật khảm sản xứ ở cửa Hiển Nhân và cửa Trưng Đức. Thank you.
có mặt tại Tiết Quốc Học nơi diễn ra đêm nhạc rock cùng với sự tham gia của các bạn nhạc trẻ cổ đô. Và bây giờ hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao các bạn trẻ yêu thích thể loại này. Tất cả các thành viên có thể tụ họp lại và có một cái sở thích niềm đam mê chung, đó là nhạc rock. Bởi vì tất cả mọi thành viên đều khá là cá tính và nhạc rock nó mang lại cho những cái thông điệp mà tụi mình sẽ rất là dễ dàng có thể muốn truyền đạt vào. Rock là cũng đồng hành của tụi mình trong những năm tháng tuổi trẻ, là trải qua cho mình được nhiều niềm vui và nỗi buồn. Đến với thể loại nhạc rock thì mình muốn tìm một thể loại nhạc mà mình có thể trải hết mình và sống hết mình với tuổi trẻ và âm nhạc. Hòa mình với những giai điệu của rock, bạn sẽ cảm nhận được như lạc bước vào một thế giới thiên ảo, ma mị của âm thanh và giai điệu. Rock thanh niên thắp lửa đam mê, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ cho khán giả cổ đô. Và bây giờ, mời các bạn hãy cùng thưởng thức. Sôi động, cuồng nhiệt, bùng nổ đêm nhạc rock thanh niên thắp lửa đam mê lần thứ tư đã mang đến cho giới trẻ Huế những cảm xúc đầy thăng hoa. Hàng trăm khán giả đã hòa mình với những giai điệu cùng các bên nhạc nổi tiếng trong làng rock cổ đô, Napalm Band, Noka Band, Cô Chin Chin, Red Light. Đến với chương trình hôm nay thì Noka của mình gửi đến chương trình những ca khúc như là I Hate Myself For Loving You hay là Chờ Người Nơi Ấy và một số bản phối của bên nhạc. Và hy vọng những ca khúc đó có thể mang lại một đêm nhạc tuyệt vời nhất và để các bạn trẻ tới đây có thể chạy hết mình với đam mê của mình. Rock thanh niên, sân chơi để mỗi bạn trẻ được thể hiện chất rock của bản thân. Với tư duy âm nhạc và cả tình riêng biệt, cùng chia sẻ tình yêu với những người bạn có chung đam mê. Một bữa tiệc âm nhạc đầy thú vị và cũng là nơi kết nối, giao lưu, truyền cảm hứng giữa các tài năng trẻ của thành phố Huế. Cả bên nhạc đã mang đến những tiết mục vô cùng ấn tượng. Giữa chất liệu rock, mỗi bạn trẻ lại thể hiện một màu sắc khác nhau. Đó là sự giao thoa giữa quá khứ với hiện đại, giữa truyền thống và những điều mới mẻ. Tất cả đã chạy hết mình với những giai điệu rock và ngọn lửa đam mê. Thông điệp mà Napa muốn truyền tải cho tất cả mọi người, không chỉ là những người đam mê rock mà tất cả mọi người ở mọi miền, chúng ta hãy luôn luôn sống, hãy được đam mê, hãy theo đuổi mọi thứ tới cùng và chúng ta sẽ luôn cảm thấy là có rất nhiều thứ để chúng ta có thể theo đuổi. Sự phóng khoáng của rock luôn mang đến cho người thưởng thức những cảm xúc mới mẻ. Tất cả đã hòa quyện và dẫn dắt người nghe chạm tới cảm xúc bùng cháy của âm nhạc. Phảng phất sau mỗi ca khúc còn là suy tư của người trẻ về thế giới xung quanh, về tình yêu, tình bạn, niềm vui hay nỗi buồn. Thanh âm cuồng hút của trống, guitar điện, keyboard cùng những dòng ca bốc lửa đã mang đến một đêm nhạc ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Đêm nhạc rock hôm nay rất là sôi động, rất là nhiệt huyết, rất là máu lửa, rất là cháy. Thứ hai là chúng ta nên có những cái hoạt động như thế này để có thể là vui chơi trong những ngày hè. Cùng tận hưởng âm nhạc và lan tỏa những điều tích cực, rock show thắp lửa đam mê đã ghi dấu ấn trong lòng người trẻ cổ đô. Những âm thanh kỳ diệu có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng và thêm yêu cuộc sống. Vâng, những phút giây hòa mình cùng giai điệu rock cũng đã khép lại chương trình Nhịp Sống Trẻ hôm nay. Một thế giới trẻ luôn tươi vui, ngập tràn năng lượng và nhiều câu chuyện thú vị vẫn đang chờ các bạn ở các số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.